Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của xe giấy cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ nút đăng ký kênh và để lại một lượt like để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe mới nhất về bên em. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Mazda 6 sản xuất năm 2003, với một mẫu sedan khá đẹp và chạy cực kỳ chắc chắn với sự bền bỉ của thương hiệu của Nhật, đó chính là thương hiệu của Mazda. Thì quý vị và các bạn có thể biết được là dòng xe này nó có cái độ bền và là một mẫu xe thương hiệu trước nay rồi, phải không ạ? Chiếc xe được mang màu sơn là màu đen. Về tổng thành của xe thì gần như là quý vị và các bạn không có bất cứ cái cơ hội nào để tìm ra lỗi trên mẫu xe này. Và chiếc xe này là bọn em mua về từ sáng nay mà không phải làm lại bất cứ một hạng mục gì cả. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy là Mazda 6 sẽ có cho chúng ta một cái cặp mắt đèn niếc và khá là nhiều những cái vòng đèn mắt đèn bên trong, tạo cho cái phần mắt đèn của xe nó có cái gì đó nó nhìn nó thể thao vô cùng. So với phân khúc giá thì Mazda 6 cũng là một cái phân khúc của những mẫu xe Corolla Altis. Thì quý vị và các bạn đang cần một cái mẫu xe nó trẻ trung đấy và đi đầm và chắc thì chúng ta có thể lựa chọn mẫu xe Mazda 6 này để phục vụ cho quý vị và các bạn đi trong gia đình. Thì đối với cái dòng Mazda 6 này thì chúng ta có thể hình dung được là cái phần tôn của nó thì nó còn rất là chắc chắn và gần như là để về mục mọt trên mẫu xe Mazda 6 này thì gần như là không có để cho quý vị và các bạn tìm để những cái lỗi mà mục mọt. Đây, về cái kiểu dáng của xe thì chúng ta có thể nhận thấy là nó đẹp vô cùng, phải không quý vị và các bạn? Với cái phần đuôi xe nhìn rất là bắt mắt. Với con xe Mazda 6 này thì thực sự là tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái mẫu xe mức giá xấp xỉ 200 triệu đồng và được rất là nhiều anh em lựa chọn cái dòng xe này. Và chính con Mazda 6 này là bọn em trong thời gian vừa qua thì bán khá là nhiều, cho nên ngày hôm nay bọn em lại về được một con nữa. Và con này là con đầu tiên của tháng năm là bọn em về con Mazda 6 như thế này. Với phần sơn xe thì chúng ta hãy nhìn về tổng thành, em sẽ quay sát lại cho chúng ta nhìn thấy phần sơn của xe nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy về hệ thống capo này. Đó, đây là bụi ở ngoài đường nhé, còn đâu xe nó rất là sạch đẹp. Đấy, sơn bóng và sơn đen đều cả xe rồi. Đây, biển số 35A02016. Xe trang bị cảm biến lùi nhé mọi người nhé. Con xe này chúng ta chạy thì đường trường thì chạy rất là đầm và chắc. Với cái tốc độ mà chúng ta chạy tầm khoảng 130 km/h thì nếu chúng ta chạy cao tốc thì hoàn toàn là không có bị sợ những cái hiện tượng coi như là bay xe hay là bị náng lái hay là bị rung xe cả. Nó hoàn toàn là chạy rất đầm và chắc. Đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2019 nhé mọi người nhé. Vị trí là còn tầm khoảng 3 tháng nữa là chúng ta mới phải đăng kiểm lại. Cứ 6 tháng chúng ta đăng kiểm một lần và 120.000 một tháng chúng ta nhân lên. Đó. Với con xe là coi như là không có bị đâm đụng hay là va chạm gì bất cứ đâu cả. Xe về là chúng ta sẵn sử dụng mà thôi. Đấy, đây là cái phần ngoại thất của nó. Và quý vị và các bạn đang cần bán bất cứ chiếc xe nào thì nhắn tin cho em số điện thoại 0966 668 121. Em sẽ đến tận nhà quý vị và các bạn thu mua với giá tốt nhất. Và khi mọi người chào xe này, em sẽ chủ động liên hệ lại và em hỏi thông tin về xe và em sẽ trả giá luôn trên điện thoại. Khi mà mọi người nắm được giá, hai bên giá thỏa thuận ở trên điện thoại ok là em đến tận nhà quý vị và các bạn chỉ việc mua mà thôi. Và mua tất cả các tỉnh trên miền Bắc và trong khu vực trong miền Nam nhé mọi người nhé. Và đây, nội thất của con Mazda 6 mà quý vị và các bạn đang xem trên màn hình nhỏ đây. Vô lăng 3 chấu và xe trang bị cho mình lên tới 2 túi khí. Đây, đây là túi khí bên lái này. Và một cái túi khí nữa là túi khí bên phụ này. Và con xe này không có bị va chạm về phần đầu xe cũng như là về tổng thành, không có va chạm bất cứ ở phần nào cả. Cho nên là xe nó về tổng thành tôn vỏ của nó rất là đẹp và căng xe luôn. Tắp ni của nó này chúng ta hãy nhìn thấy. Tắp ni thì cái nhựa của Mazda thì chúng ta nhìn thấy là nó còn chất hơn cả những mẫu xe Corolla Altis. Nếu mà nói về đồ nhựa, đồ nhựa của Mazda thì nó chất vô cùng luôn. Đây, chúng ta nhìn này. Đấy, ta có thể nhìn thấy là cái bậc lên xuống của nó thôi, cái phần nhựa của nó cũng rất là chắc chắn rồi, phải không quý vị các bạn? Với chiếc xe là vẫn là ghế da xịn. Ghế da xịn này chúng ta nhìn thấy này, ghế da xịn của nhà sản xuất luôn nhá. Da này là da bò chứ không phải là cái loại da lụn. À, không phải là cái loại da mà da rẻ tiền đâu mọi người nhá. Da này da xịn của nó mà quý vị bạn nhìn thấy này, nó cũng không bị bạc mấy. Đấy, da nó rất là chắc chắn mà cái da này thì còn lâu nó mới xuống cái da. Không thể nào xuống màu được. Đối với những mẫu xe mà bọc lại nội thất rồi thì em không tính, nhưng con này nội thất nó vẫn còn zin nguyên bản theo xe. Và keo chỉ của nó đây. Chúng ta nhìn thấy này. Keo chỉ toàn bộ mọi thứ là cánh cửa nó zin hết này. Đấy. Và cái dòng Mazda này thì những cái tôn ở phần trên nẹp này chúng ta có thể nhìn thấy này.
nó gần như là không bao giờ cho chúng ta bị nhìn những cái cảnh tượng nó bị mọt ở cái phần trên này được, vì cái tôn Mazda nó rất là chất. Những cái bản nề ở bên trong cánh cửa này hoàn toàn là zin nguyên bản hết đây, và kể cả đây nữa chúng ta nhìn thế này, zin nguyên bản hết, chưa có ra bất cứ con ốc nào. Và cái keo chỉ ở trong này này, đây này, nó cũng còn zin nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, nó chưa bị va chạm bất cứ đâu cả. Tôn vỏ nó rất là mỏng nhé mọi người nhé, nhìn này. Đây, chúng ta nhìn em, tôn vỏ rất là mỏng và gần như là không có bả mắt tít này đấy. Xe tôn nó nguyên bản luôn, về tổng thành xe không có va quệt gì cả. Đây, tắp ni sau đây, chúng ta có thể nhìn thấy này, 4 tổng năng hạ kính nha, vẫn còn khỏe luôn. Đây, keo chỉ của nó này, đó, di nguyên bản hết nhé mọi người nhé. Đây, chúng ta nhìn những con ốc bản nề đấy thôi, những cái ốc chốt mà cửa bản nề đấy thôi, nó cũng rất là chất rồi. Đấy, tôn của Mazda thì chúng ta yên tâm, bật lên xuống đây, và keo chỉ trong bản nề của nó đây, đó. Ghế da xịn, chúng ta nhìn cái ghế da xịn của nó này, nó còn khá là căng, và hoàn toàn nó là xịn nhá, không phải là bọc lại nội thất đâu nhá mọi người nhá. Trần nỉ sáng choang này. Đấy, chúng ta thấy một con xe không chạy dịch vụ gì cả, xe đi gia đình. Đấy. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là Mazda 6 với mức giá 205 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu được ngay được mẫu xe này rồi. Na răng đúc, phanh đĩa là phanh đĩa 4 bánh nhé mọi người nhé, phanh đĩa 4 bánh và có phanh ABS. Đây là con tắp ni sau của nó đây, chúng ta nhìn thấy nó không bị rách dưới gì cả, và chúng ta nhìn cái độ sần của nó này. Đấy, coi như là về phần nhựa của nó đây, nó không bị xước xoát gì mấy, và cái nhựa của nó vẫn còn tươi rói luôn. Đây, keo chỉ đây, đó, zin hết toàn tập này. Và chúng ta hãy nhìn cái sơ cua này của nó thôi. Đấy, cái sơ cua này của nó thậm chí là những cái tán này của nó vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất hết. Và ở sơ cua nó có một cái lớp nỉ cực kỳ dày nó để tạo cho chiếc xe nó không bị mọt ở cái phần sơ cua. Gầm thì đẹp, gầm thì rất đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy gầm không? Gầm nó rất là đẹp luôn, nó không bị mục mọt bất cứ ở cái chỗ địa điểm nào về phần gầm cả. Đấy, con xe về tổng thành là chẳng có lỗi gì cả, mà giá chỉ có 205 triệu đồng. Đấy, đang nhìn thấy không? Đây, tắp ni nó đây, đồ nhựa này, đó, bật lên xuống này, đó, bản nề đây, zin nguyên bản nhé mọi người nhé, hoàn toàn là chưa có da, tôn vỏ bên này cũng thế thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Vỏ rất là mỏng. Đây, thiết kế của Mazda đây, chúng ta nhìn thấy những cái đồ nhựa của nó rất là chất, rất là cứng cáp. Cúp này, đó, củ số đây, và có cả hộp tì tay này. Đấy, hộp tì tay thì có hai ngăn nhé mọi người nhá. Đấy, trần pháo gọi là sạch sẽ luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, xe không có một lỗi nhỏ nào cả. Nội thất đây. Đấy, nội thất Mazda xịn này, nội thất da xịn của nó luôn, sờ rất là cứng cáp và dày dặn. Còn những cái đồ nhựa đây bên trong cũng vậy, nó rất đẹp. Đây, khi mà quý vị và các bạn đóng cửa cái dòng Mazda thì chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng như thế này. Đó, nghe rất là êm tai. Đó, nghe rất êm tai nhé mọi người nhé. Đây, đồ nhựa, đồ nhét, tất cả mọi thứ là không có một cái chỗ nào nó bị gãy vóc cả. Này, cột đây, tay nắm mở cửa này, rất sáng. Đây. Đấy, chúng ta hãy nhìn thấy rất là rõ ràng các bạn, một con xe đẹp. Giá chỉ có 205 triệu đồng so với cùng kỳ ở đầu năm thì bọn em bán những con xe như thế này, bọn em bán là 225, nhưng con xe này em mua được giá mềm mềm thì em sẽ bán mềm một chút cho quý vị và các bạn để có một chiếc mẫu xe để đi trong gia đình. Đấy, còn máy của con này thì máy lại đại chất luôn nhé mọi người nhá, máy cực ngon. Đây, em sẽ cho mọi người xem qua cái phần máy của nó. Thì trước khi đến phần máy thì em sẽ cho mọi người xem qua phần cốp. Cốp đây, chúng ta bấm một cái nút này đây. Đó,
Đây chúng ta nhìn thấy một con xe tư nhân thì cốp nó rất là sạch sẽ như thế này. Đấy mà không gian cốp của Mazda 6 cực kỳ rộng rãi nhé mọi người nhé. Đây những cái bản nề này của nó này còn nguyên này. Những cái máng nước theo năm tháng là không bị mục mọt gì cả. Đây keo chỉ nó này. Đấy keo chỉ xịn nhé mọi người nhé, không có đâm đụng gì cả. Đây. Đấy, máng nước này. Không có mực mọt han mọt được ạ. Còn ở bên trong này là quả dự phòng, của lốp dự phòng. Và tôn vỏ của nó đây. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đây lốp dự phòng. Và hoàn toàn là không có bị mục mọt gì cả đâu này. Đấy, chúng ta nhìn này, chúng ta có thể thấy này. Rất là rõ về phần gầm nhá. Không bị mục mọt gì cả. Đây, có một cái ốp nỉ này. Đấy. Xe không có một nỗi gì cả. Bên trong này nó là nỉ. Đấy. Giá chỉ có 205 triệu đồng và kênh Xe Xới Cỏ đang bán mà thôi. Mà mọi người đang có nhu cầu quan tâm ô tô cũ, hãy nhớ nút đăng ký kênh. Đang để số để nó chạy. Đấy. Máy hoạt động rất là tốt và máy luôn luôn nổ ổn định ở ngưỡng dưới 1.000 vòng trên phút. Điều hòa mát nhé mọi người nhé. Điều hòa rất mát. Đây là động cơ của nó nhé mọi người nhé. Đây này, xe nó rất là sạch sẽ này. Tất cả những cái ủ bát bèo giảm sóc của nó gần như là không có bị han mọt một tí nào cả. Rỉ sét một tí nữa cũng không có rồi. Đấy. Chúng ta mua chất thì mua những dòng xe như thế này cũng cửa tiền 200 triệu nhưng nó là dòng xe chạy cực kỳ chắc chắn và chất thực sự. Đấy. Cái dòng xe như thế này thì chúng ta không cần phải mua đời. Đấy, đời 2000 mặc dù nó là 2003 nhưng giá chỉ có 205 triệu đồng mà thôi. Và nó là một con xe không có lỗi nhé mọi người nhé. Nhìn này. Đó, một con xe nó không có lỗi nhá. Đấy, tôn của nó này, chúng ta nhìn này. Đấy. Không có va chạm hay là va quệt hay đâm đụng đâu cả. Máy nổ rất là chắc máy. Êm. Đó. Em và các bạn cùng chạy thử một vòng. Con này chạy thì đầm chắc vô cùng rồi. Tất cả những tay nắm mở cửa đều có những cái mạ chrome và lẹp mạ chrome cả. Điều hòa rất là mát luôn. Đó. Ok, chúng ta chạy thử này, nghe đài FM này. Chạy nó rất là chắc xe. Nó không bị bay và không bị rung lắc. Lái nó rất cân. À, em và quý vị và các bạn hãy cùng ra một cung đường to để chúng ta test cái tốc độ của cái dòng Mazda 6 này. Thì quả thực nếu mà đối với những mẫu xe mà trên dưới 200 triệu thì gần như là rất ít những mẫu xe mà có thể ăn lại được. Còn Mazda 6 này trừ con Mazda 3 và con Corolla Altis ra thì không có một mẫu xe nào có thể ăn được. Mặc dù kể cả em chấp cả chúng ta có thể nhảy lên một con Chevrolet Avell 2012-2013 cũng cái mức giá tầm khoảng 250 thôi, 240-250, đắt hơn bọn này mấy chục triệu nhưng mà nó lại không bao giờ cho chúng ta một cái cảm giác chạy chắc chắn như cái dòng xe này được. Đấy. Đó, em sẽ chạy thử cho quý vị và các bạn xem luôn. Chạy rất là đầm, chắc xe luôn này. Chúng ta đi cái dòng xe này số sàn thì nó rất là chủ động, rất là lành xe. Và cái đặc biệt là chúng ta muốn vượt bất cứ một chiếc xe công nào ở trên trước thì chúng ta chỉ bằng nút đạp ga thôi là nó sẽ lên. Chạy rất là êm.
Mazda 6 này. Nói chung lên 100 cây thì nó rất là dễ. Thì vướng quá nhiều xe cho nên em không thể nào mà em test lên cho quý vị các bạn được tầm 120 đến 140, em không thể nào test được. Đấy, đường xá nó rất là đông người. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đã ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và hãy nhớ nút đăng ký kênh để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe mới nhất về cửa hàng bên em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin trọng cảm ơn.